Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của series mỹ phẩm. Mùa hè, mùa nóng, mùa rất nóng đã đến rồi các bạn ạ. Ngoài những sản phẩm bảo vệ da như là kem chống nắng, xịt khoáng thì mặt nạ chắc chắn là một thứ mà các bạn rất yêu thích đúng không? Nhưng có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao các bạn đắp mặt nạ thường xuyên mà da vẫn không đẹp như quảng cáo không? Thì thật ra đắp mặt nạ phải kết hợp với chu trình dưỡng da đúng cách mới làm tăng hiệu quả của nó được, chứ không phải cứ đắp mặt nạ thật nhiều mỗi ngày da sẽ đẹp lên đâu. Vậy thì làm thế nào để sử dụng mặt nạ phát huy tối đa công dụng của nó? Trước khi bắt đầu video lần này thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của siêu thị mỹ phẩm nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hay là những ý tưởng thú vị thì các bạn đừng quên comment phía dưới video này cho Dương biết với nha. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu video của ngày hôm nay thôi. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại mặt nạ với công dụng khác nhau. Loại đầu tiên và phổ biến nhất và dễ thấy nhất đó là mặt nạ giấy. Bên cạnh đó là mặt nạ ngủ, mặt nạ đất sét, mặt nạ lột và mặt nạ rửa lại. Mỗi loại sẽ có công dụng và cách dùng khác nhau. Nếu mà nói hết trong video này thì chắc chắn sẽ rất là dài, nên mình xin phép là chỉ nói về cách sử dụng của mặt nạ giấy thôi nhé. Còn lại thì hẹn các bạn ở video sau nha. Sheet mask hay còn gọi là mặt nạ giấy chính là sản phẩm chăm sóc da phổ biến nhất. Loại mặt nạ này được làm bằng than hoạt tính cellulose. Gần đây thì còn có foil giấy bạc và chất dẻo như là cao su, nhưng phổ biến và rẻ nhất vẫn là cotton. Chúng được cắt và ôm sát vào khuôn mặt, thường được ngâm trong dung dịch dưỡng dạng gel hoặc là dạng lỏng, tùy thuộc vào công dụng dưỡng ẩm, dưỡng trắng, nâng cơ, chống lão hóa hay là làm dịu da, sẽ có những thành phần khác nhau. Đắp mặt nạ giấy là một bước bổ sung vào chu trình chăm sóc và cung cấp độ ẩm cho da, dưỡng da mềm căng mịn tức thì. Dương vừa cung cấp cho các bạn một số kiến thức về mặt nạ giấy, bây giờ thì vào vấn đề chính thôi, cách đắp mặt nạ giấy hiệu quả phát huy tối đa công dụng. Bước đầu tiên khi bắt đầu các bước chăm sóc da mặt đều phải thực hiện đó là làm sạch da. Trước đây Dương đã làm một video hướng dẫn cách rửa mặt sạch sâu, các bạn có thể tham khảo ở đây nha. Dù các bạn có make up hay không thì sau một ngày dài vẫn phải tẩy trang nhé. Sau đó sử dụng sữa rửa mặt phù hợp. Nếu có miếng rửa mặt hay máy rửa mặt thì hãy sử dụng để được làm sạch sâu từ bên trong. Việc làm sạch mặt chúng ta phải làm mỗi ngày, chứ không phải chỉ lúc đắp mặt nạ đâu. Da phải thông thoáng, sạch sẽ mới hấp thụ được các dưỡng chất. Ngoài ra thì các bạn có thể tẩy tế bào chết sau khi rửa mặt, nhưng chỉ cần tẩy từ 1 đến 2 lần trên một tuần thôi nhé. Và xong mặt thì mỗi tuần 1 đến 2 lần luôn, đừng lạm dụng quá nhiều, sẽ bị phản tác dụng đó. Và tiếp đến, để da không bị khô thì các bạn phải luôn sử dụng toner trước khi đắp mặt nạ nha. Cho toner ra bông, lau nhẹ lên bề mặt da. Ta-ta, lúc này thì da đã sạch sâu, sẵn sàng cho việc đắp mặt nạ rồi nè. Sau khi đã đảm bảo các bước làm sạch da ở trên thì các bạn hãy chọn cho mình loại mặt nạ phù hợp nha. Hôm nay thì Dương sẽ sử dụng loại mặt nạ có nguồn gốc từ nhau thay ngựa của Nhật Bản này đây. Đây là một loại sản phẩm đang được rất là nhiều bạn trẻ săn lùng hiện nay bởi độ an toàn và hiệu quả với mọi làn da nhạy cảm. Thành phần collagen, elastin, protein, HA, tế bào trứng cá hồi, nhau thay ngựa sẽ giúp cho làn da của chúng ta luôn đủ độ ẩm, mịn màng, căng bóng hơn, nâng tông và phục hồi làn da thiếu sức sống, cực kỳ hiệu quả luôn. Giá của em này thì dao động là từ 30 đến 55 ngàn một miếng, tùy theo nơi bán nha các bạn. Mặt nạ thì Dương sẽ để trong tủ lạnh khoảng 30 phút trước khi sử dụng, vừa làm mát da lại tạo cảm giác sảng khoái và dễ chịu vô cùng luôn. Lấy miếng mặt nạ ra khỏi bao, nhẹ nhàng đắp lên mặt. Chú ý là mặt nạ phải vừa với trán, dùng tay trải đều mặt nạ ở bên má, mũi, mắt và cằm. Phần tinh chất còn thừa có thể sử dụng bôi lên cổ, lên mặt nạ. Nếu còn thừa quá nhiều thì có thể bảo quản trong tủ lạnh, sử dụng mặt nạ nén để sử dụng cho hôm sau. Các bạn có thể kết hợp với cây lăn đá hoặc phần sau của máy rửa mặt để massage nhẹ nhàng. Nếu không có thì cũng không sao đâu nhé. Các bạn lưu ý rằng là các bạn chỉ nên để mặt nạ trên da từ khoảng 15 đến 20 phút thôi nhé. Các bạn đừng để mặt nạ khô quéo thì lúc đó da của chúng ta cũng bị khô theo luôn đó. Tiếp theo là dưỡng da mặt sau khi đắp mặt nạ. Sau khi sử dụng, nếu thấy mặt bạn không nhờn, bết dính trên da, có thể không cần rửa mặt và có thể tiến hành các bước chăm sóc da tiếp theo.
Trường hợp dưỡng chất còn thừa nhiều trên da, gây khó chịu thì dùng xịt khoáng dưỡng ẩm hoặc toner để lau nhẹ mặt và khóa ẩm bằng kem dưỡng serum dưỡng da mặt như chu trình chăm sóc da thông thường để ngăn chặn độ ẩm từ mặt nạ thoát ra khỏi da. Các bạn còn hay thắc mắc là có nên đắp mặt nạ giấy mỗi ngày được không? Câu trả lời là hoàn toàn ổn nếu như mặt nạ giấy của các bạn sử dụng không chứa thành phần glycolic acid nhé. Nếu bạn dùng là mặt nạ giấy có chứa thành phần tẩy da chết như là glycolic acid hoặc là AHA, BHA thì chúng quá mạnh để dùng hàng ngày vì nó sẽ gây kích ứng và khiến lớp màng bảo vệ da bị tổn thương. Những miếng mặt nạ giấy được cập mát chống lão hóa hoặc là tẩy da chết, chúng dễ chứa các thành phần hoạt tính mạnh, không thể dùng được mỗi ngày các bạn nhé. Chỉ nên dùng 2 đến 3 lần trên một tuần thôi. Và đó là cách đắp mặt nạ mang lại hiệu quả từ chia sẻ của các chuyên gia từ siêu thị mỹ phẩm. Hy vọng video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn ngày càng xinh đẹp hơn nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Everything changes.